À, Lạc xin chào các cô chú cùng các anh các chị và các bạn cùng các em. Nay mời mọi người cùng anh Lạc đi vào khu sớm đạo ở Phạm Thế Hiển, quận 8. Ở nơi đây thì nhà nhà người người mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Mọi người đều làm những hang đá và những cây đèn để trước nhà mình rất là đẹp và lung linh. Xin mời các bạn. Chiếu trời cao, đây anh tinh tu giảng chiếu, chân gian bừng sáng vinh quang huy hoàng. Do đêm tối trên trời cao, đây anh tinh tu rạng chiếu. Nay đây con Chúa Giáng sinh dù trong đơn nghèo, vui lên con Chúa của bình an đã đến. Chân gian giá lạnh được sưởi ấm trong đêm mùa hai ra đời. Vui lên con Chúa của bình an đã đến. Chân gian máu xem chuyện mới, xem là ba vua trong đông phương đang trần đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta, năm ấy không xa bây giờ. Vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi, lòng con như thấy thiếu đi niềm vui.